Tối ngày 14 tháng 5, trên mạng xã hội lan truyền clip một phụ nữ không chấp hành việc đeo khẩu trang khi đi thang máy tại chung cư ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Bị nhắc nhở người này không chấp hành, một lúc sau thì lao vào ẩu đả với bảo vệ chung cư. Khoảng 20 giờ ngày 13 tháng 5 tại Block A, chung cư Green Hill, khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Một phụ nữ được cho là người thuê căn hộ trong chung cư này, đi vào thang máy nhưng không đeo khẩu trang. Bảo vệ chung cư lập tức ngăn lại để nhắc nhở nhưng người phụ nữ không hợp tác. Trước sự quyết liệt buộc phải đeo khẩu trang của bảo vệ, người phụ nữ đã lớn tiếng và lao vào ẩu đả với một nữ bảo vệ cũng đang làm việc tại sảnh chung cư. Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh của chung cư ghi lại. Bảo vệ đã báo cáo sự việc với ban quản lý chung cư và đề nghị gọi công an phường đến lập biên bản xử lý. Sau khi clip được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều ý kiến đã đồng tình với sự kiên quyết của nhân viên bảo vệ chung cư và lên án hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 của người phụ nữ.